tĩnh tâm suy gẫm lời Chúa, dọn lòng nghe tiếng Chúa, vân vân là những bước khởi đầu dẫn ta đến với Chúa Giêsu trong thế giới tâm linh trước khi cầu xin. Amen. Khi bạn thấy tôi giang tay cầu nguyện cho các bạn, thì đó không phải là sự khởi đầu. Tôi đã phải ở trong thái độ cầu nguyện trước khi tôi tuyên bố hãy được lành. Nếu tôi đã không trong thái độ cầu nguyện, trong cõi giới cầu nguyện, tôi không thể nói hãy được lành. Tôi sẽ phải kêu cầu cùng ai nếu không ở trong cõi giới cầu nguyện, mà Chúa Giêsu nằm ở trong cảnh giới cầu nguyện. Đó là thế nào Chúa Giêsu trả lời cầu nguyện? Bạn không thể đứng ở đây mà gọi ai đó ở London. Ý tôi nói là bạn không được dùng kỹ nghệ công nghiệp. Bạn phải có mặt ở tại thành phố London để gặp mặt ai đó nói chuyện. Bạn phải đến đó và gọi họ. Sự tĩnh tâm suy gẫm sẽ dắt chúng ta đến với Chúa. Khi chúng ta đến nơi Chúa ở, thì chúng ta mới cầu nguyện. Nhưng còn các bạn thì đã không tĩnh tâm suy gẫm mà lại cầu nguyện rồi. Trong khi đó sự tĩnh tâm suy gẫm thì đưa dẫn chúng ta đến Chúa Giêsu. Bạn có thể nhìn thấy trái cây này không? Không có cách nào mà tôi đứng đây có thể giang tay lấy trái cây đó được. Tay của tôi không đủ dài để lấy những trái cây đó. Tôi phải đến đó để lấy trái cây bằng cách tĩnh tâm, suy gẫm. Đó là phương cách dẫn tôi đến lấy trái cây. Và khi tôi đến đó, thì Kinh Thánh nói rằng sự cầu nguyện là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đó là sự cầu nguyện. Sự tĩnh tâm suy gẫm sẽ dọn dẹp mọi chướng ngại vật và dẫn bạn đến nơi đó. Nó sẽ dắt bạn đến cõi giới cầu nguyện, sự tĩnh tâm. Đây là lý do chúng ta nói rằng sự tĩnh tâm suy gẫm vào lời hằng sống của Đức Chúa Trời là thăm viếng trò chuyện cùng với Chúa Trời. Yes. Và chúng ta suy gẫm cái gì? Đó là lời Chúa Trời. Các bạn có biết điều cao cả hơn tất cả những gì bạn cần là gì không? Đó là nghe được tiếng Chúa Trời. Nó là phước hạnh lớn hơn tất cả. Nó là điều lớn hơn cả những ân phước mà bạn đang chờ đợi. Khi bạn nghe được tiếng Chúa thì bạn sẽ biết ngay điều mình cầu xin là đúng hay là sai. Nghe được tiếng Chúa sẽ giúp bạn biết khi nào sẽ ra về. Khi bạn nghe tiếng Chúa, bạn biết người nói chuyện với bạn là ai. Khi nào bạn có thể khởi hành sự việc, làm việc. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Amen.